Tất cả các bạn lại đến với kênh vlog của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề cũng rất là hấp dẫn, đó là cái nghề chăn bò trong quân đội rất là hot nha các bạn. Thì ở ngoài ai có khả năng nuôi bò nè, đảo đẻ cho bò nè, thứ hai là điều trị một số bệnh do con bò phát sinh ra, thì vào đây mình nên nuôi bò đi, mình nên chăn bò đi. Quản bò thôi khổ, quản lính các bạn khỏi đi học tiểu đội trưởng vậy chân á. Nó là một chế độ nha các bạn. Mà chưa chắc gì các bạn vô trong quân đội mà được chăn bò nữa các bạn. Hiếm lắm các bạn ơi. Cho nên là chăn bò trong quân đội là một chế độ rất là cao. Hay tại vì sao mình nói vậy? Thì theo mình thấy thôi nha. Mình thấy thôi chứ thật ra là mình không có chăn. Mình chỉ chia sẻ lúc mình thấy thôi. Thì ai cũng vô đó cũng phải học 3 tháng đăng binh. Sau 3 tháng đăng binh đó thì mình biên chế vậy đó. Biên chế vào các đại đội rồi đó. Mình có làm một cái video nói về cái này rồi thì mình nó không nói lại nữa. Thì lúc trước ở trên đơn vị mình đó bạn, có một cái khu nuôi bò là có hai anh đó nuôi các bạn. Thì một khóa là có hai anh nuôi, mà không biết là hai anh đó biên chế về chỗ nào, chắc cũng làm cò nhưng mà cò nuôi bò. Thì mình thấy là quản đâu chừng trăm mấy con bò, không có nhiều, trăm mấy con bò hai người. Thì nó có một khu riêng. Bạn cứ ước tính đi, một con bò khoảng mười mấy triệu á, mình nuôi mà mình mất một con là thấy cũng mệt mỏi rồi đó các bạn. Nhưng mà chế độ nhiều. Thì nó có một khu riêng nuôi bò các bạn. Ở đó có một cái phòng, mình thấy là có một cái phòng với một nguyên cái khu nuôi bò. Thì sáng thì các bạn chỉ có việc ra rồi thả bò ra, rồi đi cho ăn, rồi quét dọn chuồng trại. Thì bò è, bò phân bò rồi nó rớt ra thì bình hốt thôi. Thì cuộc sống chỉ vậy thôi đó bạn. Mình thấy vậy đó các bạn. Thì cuộc sống thì sáng cứ thả bò ra, đi vòng vòng trong khu vực, trong khu vực của quân đội mình. Mà trong quân đội mình có gà hết trơn mà đâu làm gì mất nó lạc, chỉ thất lạc ở trong đơn vị mình thôi. Thì mình cứ nuôi chăn từ sáng, thì nhìn như là không, mình không biết là thời gian là sáng là mấy giờ thả không biết nữa. Thì tới chiều rồi đem mới về, nhốt vô chuồng, rồi trong sập bùn. Rồi xong cuộc sống của mình hai năm nó như vậy đó các bạn. Mình nghĩ là như vậy á. Mà không biết là mấy anh đó là có đi học hay là có đi học hay là đi báo động hay là thêm gì không, mình không có gành. Mình chỉ thấy là thấy hai mấy có anh đó chăn bò không có mặc đồ, mà không có mặc đồ như mình các bạn, mặc cái đồ bò màu xanh. Đồ màu xanh chuyên về chăn bò. Thì các bạn nào á lên trển mà vô mà xin đôi lượt chăn bò là cũng VIP lắm đó các bạn. Cũng kha khá là cũng hơi giàu đó các bạn, thì nói tới đây thì các bạn hiểu rồi ha. Thì mình không nói sâu xa. Thì ai nữa là mơ lên trển thì muốn chăn bò thì đăng ký các bạn. Mà chưa chắc thì các bạn đăng ký mà có thể đi được nữa. Thì cái video mình chia sẻ tới đây là cũng như là kết thúc. Thì cái nghề chăn bò ở ngoài đây mình thấy hôi hám vô trong đó là ai cũng phái hết trơn á. Thì các bạn thấy video của mình hay và bố ích thì đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, một chia sẻ nha các bạn. Để mình có thêm động lực làm ra những cái video tiếp theo, hỗ trợ cho các bạn trên con đường đi nghĩa vụ sắp tới. Cuối lời, kính chúc các bạn xem video thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.